CRM Profile, phần mềm đầu tiên tại Việt Nam phục vụ quản lý bán hàng trên profile cá nhân, giúp bạn quản lý thông tin khách hàng, tối ưu nhắn tin nhiều tài khoản, quản lý bình luận trong post bán hàng, đo lường hiệu quả chiến dịch, cùng rất nhiều quà tặng hỗ trợ việc kinh doanh online hiệu quả hơn bao giờ hết. Truy cập ngay hpsoftware.vn để được tư vấn miễn phí. Thông tin chi tiết xem tại mô tả dưới video này. Đường tình trắc trở của vị tỷ phú gốc Việt giàu nhất thế giới. Lập nghiệp từ hai bàn tay trắng nơi xứ người, nhưng đến khi thành công thì lần lượt hai người vợ lại bỏ ông ra đi. Giờ đây, khi đã là tỷ phú gốc Việt giàu nhất thế giới, ông Hoàng Kiều nhớ lại. Hơn 80 cô gái đi qua đời tôi, số lượng hơn thế nữa nhưng có được mấy lần yêu. Ông Hoàng Kiều sinh năm 1944 tại Quảng Trị và hiện sống ở Los Angeles, Mỹ. Ông được mệnh danh là tỷ phú Mỹ gốc Việt giàu nhất thế giới. Lần đầu tiên, Forbes liệt kê ông Hoàng Kiều vào danh sách những người có khối tài sản tỷ USD là vào tháng 3 năm 2014. Khi đó, khối tài sản của ông ước tính khoảng 1,7 tỷ USD. Giá trị tài sản ròng của doanh nhân Hoàng Kiều đạt kỷ lục vào tháng 9 năm 2015 với 3,8 tỷ USD và giúp ông lần đầu lọt vào danh sách Forbes 400, 400 người giàu nhất nước Mỹ. Tỷ phú Hoàng Kiều từng là người giàu nhanh nhất trong top những tỷ phú mới nổi của Mỹ trong năm 2015 và giàu hơn tỷ phú Phạm Nhật Vượng. 80 cô gái đi qua cuộc đời và 3 lần yêu. Nhắc đến tỷ phú Hoàng Kiều, điều mà người ta nhớ nhất là mối tình chóng vánh với Ngọc Trinh. Tuy nhiên, xung quanh những chuyện tình của vị tỷ phú này lại ẩn chứa nhiều điều bí mật, ít người biết. Theo chia sẻ của chính vị tỷ phú này khi trả lời phỏng vấn báo VTC, thì đã có trên 80 cô gái đi qua cuộc đời tôi, số lượng hơn thế nữa nhưng có được mấy lần yêu. Hoàng Kiều sinh ra tại một ngôi làng nghèo ở huyện Bích Khê, tỉnh Quảng Trị với tuổi thơ cơ cực. Khi chuyển lên Sài Gòn, sống cùng người chú là Hoàng Thi Thơ, lúc đó là một nghệ sĩ nổi tiếng ở Việt Nam. Cũng nhờ sống với chú mà Hoàng Kiều được học tập đầy đủ hơn và xuất sắc vào đại học chuyên ngành khoa học. Sau đó, ông lập gia đình với một phụ nữ xinh đẹp khi mới ở tuổi đôi mươi. Đến năm 1975, Hoàng Kiều đã cùng gia đình di cư sang Los Angeles, Mỹ để bắt đầu một cuộc sống mới không hề dễ dàng. Lúc này, Hoàng Kiều đã có 5 người con, 4 trai và 1 gái. Đây cũng là giai đoạn khó khăn nhất của ông. Cuộc sống lúc đó, một vợ 5 con, đứa lớn 7-8 tuổi, đứa bé mới 1 tuổi. Chúng tôi chỉ có chiếc xe gắn máy 50 phân khối là tài sản đáng giá, ông từng chia sẻ. Đối với Hoàng Kiều, lúc khó khăn cũng là lúc ông tìm thấy ánh sáng cuộc đời. Chỉ với chiếc xe gắn máy đó, chúng tôi bắt đầu cuộc sống tại Mỹ. Cha ông ta có câu có công mài sắt, có ngày nên kim. Tuy nhiên, khi ông đã có chút danh tiếng thì vợ chồng bỗng nhiên ly dị. Theo tâm sự của cựu người mẫu Lan Phương, cũng là vợ Sammy Hoàng, con trai thứ ba của tỷ phú Hoàng Kiều, thì bố chồng cô từng bị vợ đầu phụ tình rồi bỏ đi khi 5 đứa con còn nhỏ. Ông Hoàng Kiều rơi vào hoàn cảnh gả chồng nuôi 5 con nhỏ nhưng vẫn làm nên sự nghiệp như hiện tại. Vợ đầu của Hoàng Kiều sau đó cưới chồng khác và có thêm 2 người con, xong qua đời vài năm trước. Sau đó, tỷ phú Hoàng Kiều đã đưa 2 người con riêng của vợ về chăm sóc, nuôi dưỡng. Không chỉ có một người vợ, theo chia sẻ của con dâu vị tỷ phú này, ông cũng từng kết hôn lần hai. Năm 2014, khi có mặt tại buổi tiệc khai trương Kiều Hoàng Winery, ông xuất hiện bên nữ diễn viên Lý Băng Băng và một phụ nữ xinh đẹp. Napa Valley tiết lộ cô gái xinh đẹp chính là vợ Hoàng Kiều. Ông không chia sẻ về thời điểm tái hôn. Hiện tại, ông Hoàng Kiều và vợ hai cũng đã đường ai nấy đi. Khi có người hỏi về vợ trẻ đẹp thứ hai từng chung sống 6 năm với tỷ phú Hoàng Kiều, Lan Phương nói rằng chuyện rất dài và ám chỉ bố chồng cũng bị phụ tình. Ngoài 2 lần kết hôn, ông vướng không ít tin đồn yêu người đẹp. Từng có thời gian Hoàng Kiều và một hoa hậu gốc Việt tại Mỹ được cho là bí mật hẹn hò. Tuy nhiên, Hoàng Kiều chưa bao giờ nói về chuyện yêu. Có ai trên đời mà không yêu cái đẹp, ông chỉ nói như vậy trong một lần phỏng vấn. Năm 2008, khi trả lời nhà báo Tạ Bích Loan của VTV1 trên chương trình Người Đương Thời về chuyện nhạy cảm như phụ tình hay bị phụ tình, ông Hoàng Kiều nói thẳng, không phải một mà nhiều phụ nữ đã phụ tình tôi. Còn về chuyện thất tình, ông khẳng định với VTC rằng, phận tôi được yêu nhiều nhưng chưa bị thất tình, nhưng tôi bị phản bội. Niềm đau đó không phải thất tình. Tôi chưa bị đau khổ tình, nhưng đau khổ vì bị phản bội ngay cả khi chưa thành đạt cũng như khi thành đạt. Từ tuổi thơ cơ cực đến tỷ phú gốc Việt giàu nhất thế giới. 5 năm tuổi, Hoàng Kiều chuyển vào Sài Gòn sống cùng người chú là Hoàng Thi Thơ, lúc đó là một nghệ sĩ nổi tiếng ở Việt Nam. Sau khi cùng gia đình di cư sang Mỹ, Hoàng Kiều ngày đó tự tin đi xin việc mọi nơi và với sự ham học hỏi của mình, Hoàng Kiều được nhận vào làm nhân viên của Upbot với mức lương chỉ 1,25 USD một giờ. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, ông đã được thăng chức lên vị trí giám sát rồi lên quản lý. Cuối cùng, Hoàng Kiều lên chức giám đốc phụ trách kiểm tra các mẫu huyết tương.
Cùng lúc đó, ông được Cơ quan Thực phẩm Dược phẩm Mỹ FDA cấp giấy chứng nhận vì phòng thí nghiệm huyết tương đạt chuẩn. Đây có thể xem là bước đệm vững chắc để ông bước chân vào nghiên cứu căn bệnh của nhân loại, bệnh viêm gan B. Với châm ngôn sống đừng bán kiến thức của mình với giá rẻ mạt, Hoàng Kiều đã quyết định tự mình lập công ty chuyên nghiên cứu về huyết tương mang tên Rare Antibody Antigen Supply. Sau đó, Hoàng Kiều mua thêm nhiều trung tâm khác và đến năm 1985, ông đã sở hữu 11 trung tâm huyết tương nổi tiếng trên toàn nước Mỹ. Với mong muốn được phát triển xa hơn trên toàn cầu, Hoàng Kiều đã chọn thị trường Trung Quốc mà ít doanh nghiệp Mỹ nghĩ tới vào một thời điểm rất chính xác. Đó là khoảng thời gian ở Trung Quốc, bệnh viêm gan B bùng phát khiến 300.000 người mắc bệnh. Bắt được cơ hội, ông Hoàng Kiều đã cùng Trung tâm Huyết học Thượng Hải mở công ty Shanghai RAAS để cung cấp loại thuốc chứa các chất chính tạo nên huyết tương mang tên Anbu RAAS cùng những loại thuốc từ huyết tương khác. Nhờ loại thuốc này mà căn bệnh viêm gan B bị đẩy lùi. Ngày nay, nhu cầu sử dụng sản phẩm này của Trung Quốc ngày càng nhiều, thậm chí Shanghai RAAS còn không sản xuất kịp để phục vụ cho một tỉnh của Trung Quốc. Đó là thị trường ở Trung Quốc, còn bên Mỹ thì Hoàng Kiều tiếp tục lấn sân sang lĩnh vực sản xuất rượu vang. Vào tháng 11 năm 2014, Hoàng Kiều cho khánh thành hãng rượu Michael Mondavi Family và mời Lý Băng Băng làm gương mặt đại diện. Với những thành công đó, hiện tỷ phú Hoàng Kiều đang nắm giữ khối tài sản khổng lồ hơn 2,9 tỷ USD. Được biết, khối tài sản của ông chủ yếu đến từ công ty Shanghai RAAS với doanh thu 214 triệu USD và vốn hóa 17,7 tỷ USD. Không chỉ vậy, công ty này của ông còn được chọn vào danh sách 200 doanh nghiệp doanh thu dưới 1 tỷ USD tốt nhất châu Á và xếp thứ 20 trong danh sách những công ty sáng tạo nhất thế giới. Không chỉ được biết đến là một doanh nhân tài giỏi, Hoàng Kiều còn là một nhà từ thiện tích cực. Ông đã từng lập kỷ lục đấu giá 1 triệu USD cho chai rượu vang Ocean Napa Valley để làm từ thiện. Ông Hoàng Kiều dù thành công tại Mỹ nhưng luôn nghĩ về quê hương. Trong một buổi phỏng vấn, khi miêu tả về bản thân, ông nói: "Dù xảy ra chuyện gì, mình cũng không quên được nơi tổ tiên, ông bà sinh ra chúng ta. Vì vậy tôi muốn được gọi là tỷ phú Mỹ gốc Việt." Có lẽ vì vậy nên Hoàng Kiều thường xuyên về Việt Nam để mang công sức của mình giúp người dân bớt nghèo, bớt khổ. Tỷ phú Hoàng Kiều đã từng cùng Hội Chữ Thập Đỏ xây dựng 5.000 căn nhà cho người nghèo. Trước khi trở thành tỷ phú USD nhờ vụ IPO Shanghai RAAS vào năm 2014, ông Hoàng Kiều đã nổi tiếng tại Việt Nam. Ông là doanh nhân đầu tiên ấp ủ ước mơ mang cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2010 về tổ chức tại Việt Nam. Ông Hoàng Kiều đã đầu tư hàng chục tỷ đồng mua đất đai ở Tiền Giang và dự định thâu tóm cổ phần công ty du lịch Tiền Giang. Tuy nhiên, tỷ phú Hoàng Kiều cũng đã nhanh chóng vỡ mộng với cuộc chơi này và bỏ cuộc do triển khai xây dựng hàng loạt các công trình gặp trục trặc và cuộc thi Hoa hậu Thế giới cũng chưa được cấp phép chuyển từ Nha Trang về Tiền Giang. Kể từ cuối 2010 đến nay, ông Hoàng Kiều gần như không còn được nhắc đến với các dự án tại Việt Nam. Nói về thành công, ông Hoàng Kiều cho rằng tiền như phù du, vì thế danh xưng tỷ phú chẳng phải thứ để ông tự hào. Và như ông nói thì, một ngày có thể được 1 tỷ, nhưng ngày mai có thể mất gần đó hay 10 tỷ, rồi không còn là tỷ phú nữa. Thành tựu tôi mãn nguyện, đó là những khám phá đối với y học. Từ lây lan theo người đưa tin, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Quảng cáo tiếp cận hàng triệu khách hàng mục tiêu tại Độc Đáo TV. Liên hệ ngay dinhastudio@gmail.com, số điện thoại 0964002593.